Wish I could say I was finally over you. Thì và trong ngày hôm nay mọi người biết không, thường thì mỗi chương trình của Báo Thanh Niên sẽ có một phần gọi là cuộc gọi thần thánh. Không biết là anh Huy đã từng đối mặt với những cái thử thách đó chưa? Tức là trong chương trình mình sẽ gọi điện cho một cái người nào đó để mà troll họ. Thì ngày hôm nay mình có thể gọi cho chị Đông Nhi được không? Đông Nhi hả? Để Huy thử coi nha. Mình thử gọi điện cho chị Đông Nhi đi. Tại Đông Nhi bây giờ cũng khá là khó để mà xuất hiện á. Để mình gọi hỏi thử chị Nhi là xem thử là phần 2 mời chị Nhi đóng được không? Cảnh nóng. Trời. Mời ông Thắng thì được, ông Thắng chịu á. Ông Thắng giờ này ông cũng tập tạ ghê. Muối ghê. Anh Thắng đóng cảnh nóng như người khác đúng không? Hả? Chị Nhi chịu. Alo. Bạn ơi. Tôi đang ngồi với lại Kawai nè, với lại Hải thì mấy anh em đang bàn là làm phần 2 các bạn. Này, thì... đang tham gia game show gì đúng không? Không bạn. Đâu, game show gì giờ này chị? Em nè, hello chị. Mày có điêu. Game show buổi tối chứ. Những cái khúc mà nó sao không? Thiệt mà, đang họp phần 2 thiệt nè, có anh Chí đây nữa nè. Chị đâu? Đây. Chị đang deal với lại bên tài trợ á, tại tụi tôi định làm phần 2 mà bà vô vai chính luôn á. Đừng có deal, tao biết mày bao nhiêu tuổi rồi, tao biết tham gia game gì đúng không? Đúng rồi. Đúng là bạn 11 năm mới khác, chỉ cần tôi thở ra thì bà cũng biết là tôi đang làm gì. Mà bây giờ trên sóng truyền hình đang có 1 tỷ người xem nè, bây giờ phần 2 mời có đóng không nè? Còn xem phụ thuộc vào cách xe như thế nào nữa, chứ thấy vừa rồi lỗ quá à. Trời ơi, cách xe vừa rồi 2 bịch xoài muốn gì nữa? 2 bịch xoài. 2 bịch xoài, mắc ghê. Sắp tới nghe đồ Minh Thắng làm phim nhựa thì tôi đóng miễn phí phim nhựa đó, thì mình mời là đổi là MV ok không? Cái gì? Thời này phim nhựa là phim băng á hả? Phim băng cuộn cầm xoay tay hồi xưa phải. Nói chứ là khán giả comment nói là vai diễn của bà rất là ấn tượng nhất MV luôn. Đó, nên mong muốn là chị đòi nợ quay lại phần 2. Mọi người có biết không? Cái câu chuyện đó chính là ban đầu Ngô Kiến Huy gọi cho mình, kêu rằng là giao cho mình một cái vai rất là đặc biệt, là đi đòi nợ mướn gì đó. Xong mà quăng cái tạo hình qua cho mình rất là hào hứng với cái vai đi đòi nợ mướn đó. Cái cuối cùng đi đến, đồng ý là cũng mặc y chang đồ như vậy, trang điểm này nọ kia ra, rồi cuối cùng cho đi lấy đồ, đi lấy quần áo giặt ủi, thay quế rồi. Nhưng mà cái xe đàng hoàng mà, trời ơi, quá trời lương lậu, quá trời cao, Trí tốn cả tỷ bạc. Tâm lý nặng vậy. Mà bóc phốt. Alo, Nhi ơi, hình như là chương trình đang trong đây đang bị mất sóng. Alo, mất sóng rất ổn định chị ơi, hãy bóc phốt đi chị ơi. Dưỡng sức nha Nhi nha, để cho mai mốt tôi mời ăn cháo lòng nha, ok. Bye bye Nhi, mãi yêu Đông Nhi nha, mãi yêu, bye bye. Trời, đang tới phần bóc phốt à, tại sao anh lại cắt ngang vậy anh Huy? Mọi người à, thật ra bóc phốt ở đây á là Nhi đang muốn là có vai diễn thứ hai đó. Tại vì thật sự là mình sẽ lộ ra cái mức cát xê mình sẽ đầu tư cho Huy. Nên mình nói là thôi, cái gì đó thế nhì nữa mình đó. Sao? Mức cát xê 2 tấn xoài đó mọi người. Phải nói là có ai thấy cái vai của chị Đông Nhi giống cái vai của một cái cô ở trong Châu Tinh Trì không? Cái bà chủ phòng trọ cái bà đúng, mà đóng vai Sư Tử Hống. Đúng mấy cái lô trên đầu đó, có phải là ví dụ anh Hải với là anh Kawai là lấy ý tưởng từ cái bà đó không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Thì... mọi người mà có xem Behind the Scene á thì ở trên set tụi mình còn đưa cái điện thoại cái hình của cái cô đó ra kế bên coi giống không, mà giống thiệt. Giống thiệt, đúng, đúng, đúng rồi, chính xác, y chang như vậy.